Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại trước mặt tòa nhà đang xây dựng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam số 82 Trần Hưng Đạo. Và vào lúc 7:40 chiều ngày hôm nay thì mặc dù thời tiết Hà Nội không có mưa dông nhưng đã khiến một cây phượng vĩ bị đổ và khiến cho 5 người đang lưu thông trên đường đã bị thương và hiện đã được đưa vào bệnh viện và cấp cứu. Cây phượng vĩ có đường kính 60cm, có tuổi đời hàng chục năm, đã bị đổ vào hai xe gắn máy đang lưu thông trên đoạn đường Quán Sứ giao với Trần Hưng Đạo. 5 người trên xe đã được người dân gần khu vực đưa đi cấp cứu. Rất may không có thương vong về người. Đang ngồi đây, cô thấy cái cây nó đổ nghiêng ra một cái. Nghiêng bên này xuống thì nhìn ra thì thấy luôn hai xe máy đến đấy luôn. Trên xe trắng ấy thì có 3 người, có một đứa bé con. Còn xe đỏ ấy thì có con đèo mẹ. Thì có cái cháu hơn 20 tuổi đấy đèo mẹ thì bị chảy máu vào đầu. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường và có các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân sống quanh khu vực xảy ra sự việc. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.